Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2012, ông Tập Cận Bình đã mạnh tay đầu tư hàng tỷ đô la để hiện đại hóa quân đội của mình, không tiếc bất cứ một giá cả nào vì một mục tiêu duy nhất, đó chính là vươn lên hàng ngũ siêu cường quân sự, cạnh tranh với quốc gia hùng mạnh nhất thế giới hiện tại chính là Hoa Kỳ. Vì lẽ đó, theo quan điểm của các nhà hoạch định chính sách, học giả và cộng đồng quốc tế, nguy cơ xảy ra chiến tranh giữa hai thế lực này không phải là không có khả năng. Thậm chí, viễn cảnh này còn nhận được rất nhiều sự quan tâm và đã được phân tích, mổ xẻ, kỹ lưỡng. Vậy theo bạn, sẽ ra sao khi xảy ra một cuộc chiến quân sự giữa hai siêu cường này? Hãy cùng chúng tôi đi khám phá nó trong chương trình ngày hôm nay nhé! Trước khi đi vào nội dung, quý vị đừng quên để lại một like và đăng ký kênh Hành Trình Khám Phá để cập nhật những kiến thức bổ ích mới. Còn bây giờ, hãy bắt đầu thôi nào! Trung Quốc sẽ khai chiến như thế nào? Trước cuộc chiến, các nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Trung Quốc đang họp bàn tại Bắc Kinh để đánh giá tình hình hiện tại. Họ đang nắm trong tay khoảng 500 đầu đạn hạt nhân, hạm đội hải quân đông đảo với 730 tàu các loại, lực lượng không quân có hơn 3.000 máy bay cùng đội quân thường trực hơn 2 triệu người, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Tuy nhiên, chỉ dựa vào hỏa lực thuần túy thì chưa đủ để đối đầu với Hoa Kỳ. Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA cần có một chiến lược hiệu quả hơn để đảm bảo chiến thắng trước siêu cường quân sự số 1 thế giới. PLA phải tổ chức và điều phối cẩn trọng các cuộc tấn công ở khắp Thái Bình Dương, vì Hoa Kỳ đang duy trì sự hiện diện quân sự rất tích cực trong khu vực với hơn 190 căn cứ chỉ riêng ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Hải quân Hoa Kỳ dù có quy mô nhỏ hơn, nhưng hỏa lực và kinh nghiệm tác chiến hoàn toàn vượt trội so với Trung Quốc. Điều này khiến cho bất kỳ cuộc tấn công trực diện nào vào Hoa Kỳ mà không có kế hoạch hay sự chuẩn bị kỹ lưỡng đều sẽ là hành động tự sát. Vì vậy, điều kiện tiên quyết mà PLA cần phải đạt được trước khi phát động chiến tranh là giành được quyền kiểm soát Thái Bình Dương. Tuy nhiên, họ sẽ không làm điều này bằng tên lửa, máy bay hay chiến hạm, mà thay vào đó, mặt trận đầu tiên sẽ được mở ra trên không gian mạng. Trong nhiều năm, Trung Quốc đã nghiên cứu công nghệ cho phép nước này xâm nhập vào cơ sở hạ tầng và hệ thống quân sự của Mỹ nhằm hạn chế khả năng phản ứng của Washington trước một cuộc tấn công. Từ năm 2021, nhóm tin tặc Bold Typhoon của Trung Quốc đã thực hiện các cuộc tấn công mạng nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng ở đảo Guam và một số nơi khác tại Hoa Kỳ. Qua quan sát, mục tiêu của nhóm tin tặc này là tiến hành hoạt động gián điệp và duy trì quyền truy cập, đồng thời tránh bị phát hiện càng lâu càng tốt. Đến tháng 12 năm 2023, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đã vô hiệu hóa các thiết bị xâm nhập và ngăn chặn tin tặc Trung Quốc kết nối lại với mạng độc hại. Tuy nhiên, điều này không ngăn chặn được Bắc Kinh tiếp tục các nỗ lực của mình. Khi nhận được mệnh lệnh, các hacker Trung Quốc sẽ thực hiện hàng loạt cuộc tấn công mạng với mục tiêu là các hệ thống cấp nước, lưới điện và thông tin liên lạc của Hoa Kỳ, đặc biệt tập trung vào những hệ thống nằm gần các cơ sở quân sự quan trọng. Không dừng lại ở đó, tin tặc còn nhắm tới mạng lưới của các công ty cung cấp dịch vụ quan trọng cho quân đội Mỹ, cũng như các hệ thống và phương thức vận chuyển mà Hoa Kỳ sẽ sử dụng để cung cấp viện trợ cho Đài Loan trong trường hợp Trung Quốc quyết định đưa quân vượt qua eo biển. Trong mắt Bắc Kinh, Đài Loan không chỉ là vùng lãnh thổ nổi loạn cần phải thu hồi, mà còn là mắt xích yếu nhất trong toàn bộ chuỗi đảo thứ nhất. Do đó, nếu muốn vượt qua khỏi lớp phong ấn, vươn ra Thái Bình Dương và mở ra con đường để tấn công lãnh thổ Hoa Kỳ, việc chiếm đoạt được Đài Loan là điều bắt buộc phải thực hiện. Tuy không còn xa lạ gì với tin tặc Trung Quốc, thậm chí FBI đã từng thành công trong việc chống lại các vụ tấn công trước đây, nhưng họ chưa bao giờ phải đối mặt với một cuộc tấn công mạng quy mô lớn như bây giờ. Các hệ thống đường sắt, vận tải công cộng, hàng hải, cấp nước và đường ống năng lượng đều trở thành mục tiêu. Trong khi người Mỹ đang truy tìm dấu vết của thủ phạm, Trung Quốc đã có cơ hội và đủ thời gian để bắt đầu giai đoạn tiếp theo của cuộc tấn công. Nhận được cái gật đầu của Chủ tịch Tập Cận Bình, lực lượng tên lửa của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc ngay lập tức triển khai tên lửa tầm ngắn, kết hợp với các phi đội J-16 xuất kích từ các căn cứ Long Điền, Trương Châu và Huệ An để tấn công Đài Loan. Trong khi đó, các cuộc tấn công mạnh mẽ hơn sẽ tập trung vào hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, với khoảng 200 tàu, 1.500 máy bay và 150.000 nhân viên quân sự và dân sự. Lực lượng này có khả năng kiểm soát một nửa diện tích bề mặt của trái đất, từ Nam Cực đến vòng Bắc Cực và từ bờ Tây Hoa Kỳ đến Ấn Độ Dương. Do đó, có thể khẳng định rằng nó chính là trở ngại lớn nhất đối với tham vọng tấn công Hoa Kỳ của Bắc Kinh. Tuy nhiên,
Với sức mạnh hiện tại, Trung Quốc không có khả năng hủy diệt toàn bộ hạm đội Thái Bình Dương. Vì vậy, một kế hoạch khả thi hơn là làm cho lực lượng này suy yếu về mặt chiến lược trong những giờ đầu tiên của cuộc chiến, nhằm loại bỏ khả năng phản ứng nhanh chóng của Hoa Kỳ. Để làm được điều đó, Trung Quốc cần tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm tới 3 nhóm mục tiêu. Đầu tiên chính là các căn cứ hải quân mà Mỹ thiết lập ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Không nghi ngờ gì, đây sẽ là một bước đi đầy mạo hiểm. Bất kỳ cuộc tấn công tên lửa nào vào các quốc gia này chắc chắn sẽ gây ra những thiệt hại không mong muốn và đủ lớn để khiến cả hai quốc gia, vốn là đồng minh của Mỹ và ít nhiều có hiềm khích với Trung Quốc, tham gia vào cuộc chiến chống lại kẻ thù chung. Tuy nhiên, nếu không tấn công thì đồng nghĩa với việc gần 200 căn cứ quân sự của Hoa Kỳ với hơn 79.000 quân sẽ sẵn sàng tiến hành phản công ngay lập tức. Bắc Kinh không thể chấp nhận rủi ro quá lớn như vậy, và thế là các tên lửa Đông Phong 26 sẽ được phóng tới các căn cứ của Mỹ ở Nhật và Hàn Quốc. Mỗi tên lửa có tầm bắn 4.000 km, dễ dàng tiếp cận mục tiêu. Tuy nhiên, không phải tất cả Đông Phong 26 sẽ được triển khai. Chúng sẽ được bắn xen kẽ với những tên lửa tầm ngắn hơn, chẳng hạn như Đông Phong 16, vì PLA cần tiết kiệm tên lửa tầm xa cho các mục tiêu cách xa hơn. Cụ thể, những quả tên lửa đó sẽ tham gia cuộc tấn công nhắm vào các căn cứ không quân Andersen và căn cứ hải quân trên đảo Guam. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng sẽ phóng những đồ chơi hiện đại và mới nhất trong kho tên lửa của mình là Đông Phong 27 để tấn công Hawaii. Đông Phong 27 vốn là loại tên lửa được thiết kế để nâng cao năng lực của PLA trong việc ngăn chặn các mục tiêu nguy hiểm nằm ngoài chuỗi đảo thứ nhất, có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Hoa Kỳ với tốc độ siêu thanh, tầm bắn xa lên tới 8.000 km và khả năng cơ động cao. Tên lửa này cũng sẽ là quân chủ lực mà PLA sử dụng để bắn phá lục địa Bắc Mỹ. Cuối cùng, nhóm mục tiêu thứ ba sẽ là các tàu chiến Hoa Kỳ đang hiện diện ở Thái Bình Dương, đặc biệt là những tàu đang trang bị vũ khí hạng nặng và hệ thống phòng không mạnh mẽ mà Trung Quốc hy vọng có thể loại bỏ hoặc gây thiệt hại nặng nề. Trên thực tế, số lượng tàu tuần dương và khu trục của Mỹ có mặt gần bờ biển đại lục Trung Quốc lên đến hàng tá, và PLA biết rằng họ không thể tiêu diệt tất cả. Tuy nhiên, càng nhiều tàu chiến Mỹ bị loại khỏi vòng chiến, cuộc đổ bộ lên Đài Loan và tấn công lãnh thổ Hoa Kỳ sẽ càng dễ dàng hơn nhiều. Nếu kế hoạch của Bắc Kinh diễn ra trơn tru như vậy thì không có gì để nói. Mặc dù các cuộc tấn công mạng của tin tặc Trung Quốc đã khiến nước Mỹ gặp khó khăn, hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ sẽ không bị tê liệt hoàn toàn. Các vệ tinh thuộc chương trình hỗ trợ phòng thủ của lực lượng không gian vũ trụ Hoa Kỳ sẽ dễ dàng phát hiện các vụ phóng tên lửa của Trung Quốc, nhờ đó giúp Tổng thống có thời gian tổ chức phòng thủ cho đất nước. Biện pháp đầu tiên được thực hiện sẽ là triển khai các tên lửa đánh chặn phóng từ mặt đất GBI với 44 hệ thống đang hoạt động trên lãnh thổ Hoa Kỳ, cụ thể là tại Fort Greely ở Alaska và căn cứ không quân Vandenberg ở California. Từ cả hai vị trí này, GBI chịu trách nhiệm bảo vệ Hawaii, cũng như đóng vai trò là lớp phòng thủ tuyến đầu của Hoa Kỳ trước các cuộc tấn công tên lửa của Trung Quốc. Bên kia Thái Bình Dương, Bắc Kinh sẽ theo dõi và chờ đợi loạt tên lửa đầu tiên của mình hướng tới những mục tiêu ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Guam. Với số lượng tên lửa khổng lồ, PLA hy vọng sẽ áp đảo hệ thống phòng thủ của các căn cứ Mỹ, nơi đóng quân của hầu hết quân đội Mỹ ở nước ngoài. Tại Nhật Bản, Okinawa sẽ là mục tiêu chính của các cuộc tấn công này. Tại căn cứ không quân Kadena, tên lửa sẽ trút xuống các máy bay chiến đấu F-15 Eagle, máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không I-3 Sentry và máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker, qua đó hạn chế khả năng phản công ngay lập tức của Hoa Kỳ. Cuộc tập kích bằng tên lửa của Trung Quốc có thể được coi là một thắng lợi bước đầu khi đã giết chết hàng ngàn lính Mỹ trong quá trình này. Tuy nhiên, Bắc Kinh thừa hiểu rằng các căn cứ Mỹ sẽ không hoàn toàn ngừng hoạt động. Lúc này, PLA chưa thể tiến hành một cuộc tấn công trên mặt đất, đồng nghĩa với việc Hoa Kỳ sẽ tái xây dựng lại các căn cứ và bổ sung lực lượng đủ nhanh để tiếp tục đóng vai trò là lực lượng tiền phương trong cuộc chiến chống lại Trung Quốc. Tuy nhiên, dù thế nào thì đó cũng không phải là công việc đơn giản chỉ cần ngày 1, ngày 2 là xong. Tận dụng khoảng thời gian khi máy bay Mỹ đang không làm chủ bầu trời và không thể cung cấp hỗ trợ hỏa lực từ trên không, PLA sẽ hướng tên lửa nhắm tới các tàu tuần dương và khu trục của Hoa Kỳ có mặt ở Thái Bình Dương. Không giống như các căn cứ quân sự, chiến hạm là những mục tiêu nhỏ hơn rất nhiều và có khả năng cơ động cao, do đó không hề dễ dàng bắn trúng. Có điều, Trung Quốc sở hữu rất nhiều tên lửa và số lượng lớn tự bản thân nó đã là một yếu tố quan trọng. PLA có thể sẽ đánh chìm khoảng một nửa số tàu tuần dương và vài chục tàu khu trục của Mỹ. Vài phút sau, tên lửa Đông Phong 27 của Trung Quốc chuẩn bị tiếp cận Hawaii.
Hệ thống GBI từ California và Alaska có thể bắn nổ hàng chục quả ngay trên bầu trời. Tuy nhiên, dù hiện đại cỡ nào, chúng cũng không thể bao phủ toàn bộ khu vực. Nhờ vậy, nhiều tên lửa của Trung Quốc đã thành công đột phá qua lưới lửa và tấn công được một số mục tiêu quan trọng. Bắc Kinh hy vọng có thể tiêu diệt ít nhất một vài tàu ngầm đóng ở Hawaii. Nhưng điều này sẽ không xảy ra khi nhận được cảnh báo từ các căn cứ ở Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc Guam, hoặc thậm chí ngay từ lúc các cuộc tấn công mạng đang diễn ra. Hải quân Hoa Kỳ đã ra lệnh cho các tàu ngầm lặn xuống nước để né tránh tên lửa của đối phương cho đến khi nước Mỹ sẵn sàng cho cuộc trả thù. Nhìn chung, trong ngày đầu tiên của xung đột, Trung Quốc đã sử dụng gần 1/4 trong số 4.000 tên lửa của mình để tàn phá các căn cứ của Mỹ ở châu Á. Mặc dù phải trả giá bằng việc lôi kéo Nhật Bản và Hàn Quốc vào cuộc chiến, hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ sẽ bị suy yếu. Các cuộc tấn công mạng cũng hạn chế tốc độ phản ứng của nước Mỹ. Dù khó có thể nói rằng Trung Quốc đã hoàn toàn thành công ở trận mở màn, nhưng hiện tại như vậy là đã đủ. Sau khi gây rối loạn tạm thời bằng việc tấn công vào Hoa Kỳ, Bắc Kinh hiện tại có thể tập trung vào mục tiêu chính trước mắt, Đài Loan. Như đã nói ở trên, Trung Quốc sẽ sử dụng tên lửa tầm ngắn kết hợp với máy bay chiến đấu để tiêu diệt một số mục tiêu, bao gồm cả các hòn đảo nhỏ xung quanh Đài Loan. Tuy nhiên, họ sẽ phải đối mặt với lưới phòng không do hệ thống Patriot của Mỹ và tên lửa đạn đạo đất đối không Thiên Cung do Đài Loan tự sản xuất. Sau 24 giờ bắn phá phủ đầu, bộ binh PLA sẽ vượt qua eo biển để bắt đầu quá trình đổ bộ chiếm đảo. Lúc này, một vấn đề xuất hiện. Họ còn rất ít phương án tấn công khả thi. Bên cạnh các vấn đề liên quan đến tự nhiên như thời tiết không ổn định hay không có nhiều bãi biển phù hợp cho việc đổ bộ, người Đài Loan từ lâu đã xây dựng kế hoạch phòng thủ có chiều sâu và hiệu quả nhằm ứng phó trước một cuộc tấn công tổng lực từ đại lục. Ngay khi tên lửa bắt đầu, Đài Bắc sẽ gửi mệnh lệnh tới các vị trí phòng thủ ở cả hai phía hòn đảo. Hướng đông Đài Loan sẽ được hưởng lợi từ các dãy núi gồ ghề có rừng bao phủ, nơi họ sẽ bố trí tên lửa, pháo binh và máy bay không người lái để ngăn chặn bất kỳ thứ gì đang cố gắng tiếp cận. Nếu cần thiết, các tuyến đường xuyên qua các vách đá dẫn vào đất liền sẽ bị phá hủy, biến đồng bằng và bờ biển trống trải phía Tây thành hướng tiếp cận khả thi duy nhất. Tại khu vực này, Đài Loan sẽ thiết lập hệ thống phòng thủ nghiêm ngặt, khiến bất kỳ binh sĩ hay khí tài nào đặt chân lên được bãi cát cũng sẽ phải phơi mình trước lực lượng hỏa lực khủng khiếp từ vũ khí chống thiết giáp và pháo binh. Chưa kể đến việc khi thủy triều rút xuống, các bờ biển sẽ trở thành những bãi bùn lầy trải dài, làm giảm tốc độ hành tiến của quân đội Trung Quốc. Với quân số áp đảo, cuối cùng PLA sẽ vượt qua được bờ biển để tiến vào các thành phố. Người Đài Loan sẽ sử dụng các hệ thống hang động, hầm trú ẩn, trạm hỗ trợ và những đường hầm xuyên núi kéo dài khắp hòn đảo để gây sát thương và gây hỗn loạn cho kẻ thù. Nhờ các biện pháp này, Đài Loan có thể tiến hành chiến tranh du kích chống lại PLA và khiến đối phương phải trải nghiệm cơn ác mộng về một cuộc chiến tranh tiêu hao, từ đó dần dần bị vắt kiệt cả về thể chất lẫn tinh thần. Đây chính xác là một tin rất xấu dành cho Bắc Kinh. Hoa Kỳ bắt đầu trả thù. Một ngày sau khi bị tấn công, Hoa Kỳ gần như đã sẵn sàng để đáp trả cuộc tấn công ban đầu của Trung Quốc. Nhưng trước khi huy động quân đội, Washington đã chuẩn bị một kế hoạch khác để khai thác lỗ hổng chính trong kế hoạch của Trung Quốc. Đối với những ai chưa nhận ra, một trong những thách thức lớn nhất đối với Bắc Kinh trong chiến tranh là kinh tế. Do nước này phụ thuộc rất nhiều vào hàng hóa nhập khẩu, đã chi đến 2,56 nghìn tỷ đô la chỉ riêng trong năm 2023. Với sức ảnh hưởng toàn cầu của mình, Hoa Kỳ sẽ thành công trong việc áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt nặng nề chống lại Trung Quốc, qua đó khiến họ gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc kết nối với thương mại quốc tế, đặc biệt là với những đối tác lớn ở châu Âu. Tất cả sẽ đồng ý không mua bán với Bắc Kinh và về cơ bản là tạo ra một sự phong tỏa đối với nền kinh tế đại lục, bóp nghẹt nó đến mức không còn khả năng hỗ trợ cho cuộc chiến được nữa. Riêng đối với mặt hàng dầu mỏ, thứ vàng đen đóng vai trò không khác gì là dòng máu để nuôi sống bộ máy chiến tranh. Số lượng mà Trung Quốc có thể nhập khẩu đã bị hao hụt đi khoảng 80%. Theo thống kê năm 2023, Nga là quốc gia cung cấp nhiều dầu nhất cho đại lục với 19%. Tuy nhiên, con số còn lại đến từ các nước khác, rất nhiều trong số đó là đồng minh của Hoa Kỳ, chẳng hạn như Ả Rập Saudi hay Kuwait. Dưới áp lực từ Washington, khả năng rất cao là những quốc gia này sẽ tạm ngưng bán dầu cho Trung Quốc hoặc phải tìm cách cung cấp bằng các phương pháp ít công khai hơn. Bên cạnh đó, tất nhiên ngoài dầu mỏ, Moscow vẫn sẽ hỗ trợ cho nỗ lực chiến tranh của Bắc Kinh bằng bất cứ cách nào có thể, chẳng hạn như công nghệ máy bay không người lái, đạn pháo, tên lửa, trang bị cá nhân của binh lính, ảnh vệ tinh và các công cụ khác.
Tuy nhiên, Trung Quốc cũng đừng nên mong chờ quá nhiều, bởi lẽ trong lúc chiến sự ở Ukraine vẫn đang kéo dài và chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ sớm kết thúc, Điện Kremlin chắc chắn sẽ không mạo hiểm các nguồn lực của mình khi họ vẫn đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt đang bị áp lên chính mình. Đồng thời, Moscow sẽ không gửi quân đến giúp sức nhằm tránh leo thang căng thẳng và đẩy cuộc chiến Mỹ-Trung thành một cuộc chiến tranh thế giới mới. Cuộc xung đột mà nếu tham gia thì họ sẽ rơi vào tình thế giống như Đức Quốc xã năm xưa, đó là lưỡng đầu thọ địch. Do đó, trong cuộc chiến với Hoa Kỳ, Trung Quốc sẽ phải tự thân vận động. Trung Quốc đã trực tiếp tấn công vào lãnh thổ Hoa Kỳ bằng cách phóng tên lửa vào Hawaii, cũng như các căn cứ quân sự của Mỹ ở nước ngoài. Tất cả những điều này đều có lợi cho Nhà Trắng, vì một lý do, điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Theo đó, một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào một nước thành viên sẽ được coi là chống lại tất cả các thành viên của khối. Đồng thời, mỗi thành viên của NATO phải thực hiện hành động cần thiết, bao gồm cả việc sử dụng lực lượng vũ trang để khôi phục và duy trì an ninh cho khu vực Bắc Đại Tây Dương. Nói tóm lại, cuộc tấn công của Trung Quốc đã cho Washington một lý do không thể hoàn hảo hơn để huy động sức mạnh của 31 quốc gia và tham gia cùng họ trong cuộc phản công quy mô lớn, mà tâm điểm của nó không đâu khác chính là eo biển Đài Loan. Như đã nói, Bắc Kinh đã thất bại trong việc chiếm giữ Đài Loan và nay đang bị kéo vào một cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài tại đó. PLA sẽ mất hàng ngàn quân mỗi ngày khi nỗ lực đổ bộ lên các bãi biển và ngay cả khi đột phá được vào các thành phố nhờ ưu thế tuyệt đối về quân số, họ cũng phải đối mặt với địa ngục mang tên chiến tranh đô thị, nơi mà lợi thế luôn thuộc về phe phòng thủ. Với việc Trung Quốc bị sa lầy và không thể bình định Đài Loan một cách chớp nhoáng, Hoa Kỳ và các đồng minh cả trong và ngoài NATO sẽ có đủ thời gian để chuẩn bị. Kế hoạch tấn công chiến lược của họ sẽ là kết hợp tổng lực sức mạnh của Hoa Kỳ với các nước NATO, Nhật Bản, Hàn Quốc và rất có thể là một số các quốc gia khác có hiểm khích với Trung Quốc, chẳng hạn như Australia và Ấn Độ, nhằm đảm bảo một chiến thắng nhanh gọn. Từ đó, có thể dễ dàng tưởng tượng một hạm đội khổng lồ sẽ được triển khai hướng tới eo biển Đài Loan với nòng cốt bao gồm ít nhất 6 tàu sân bay của Mỹ hiện đang có mặt ở Thái Bình Dương cùng các tàu hộ tống. Đồng hành với chúng là hàng không mẫu hạm SMS Queen Elizabeth của Anh và Charles de Gaulle từ Pháp. Ngoài ra, Canada cũng gửi đến một nửa số tàu hộ vệ, còn Nhật Bản đóng góp hầu hết hạm đội khu trục của mình. Trong khi đó, Hàn Quốc không trực tiếp tham chiến, mà sẽ hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Washington bằng những cách khác nhau, ví dụ như cung cấp nguồn lực hậu cần cho không quân và hải quân. Lý do là bởi họ cần phải cảnh giác với Triều Tiên và phải giữ lại quân đội phòng trường hợp Bình Nhưỡng quyết định mở một mặt trận mới để chia lửa với Bắc Kinh. Washington hiểu điều này và đồng ý cho Hàn Quốc giữ vai trò kiềm chế Triều Tiên nhằm đảm bảo nước này không dính líu đến cuộc xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuần thứ hai trong cuộc chiến, hạm đội của Liên minh do Mỹ chỉ huy đang trên đường vượt Thái Bình Dương. Cùng lúc đó, PLA bị mắc kẹt ở Đài Loan, cố gắng phá vỡ hệ thống phòng thủ chiều sâu của đối phương với tốc độ chậm hơn rất nhiều so với kế hoạch đề ra. Bộ binh thì đang chịu thiệt hại ngày một lớn từ các đô thị, còn lực lượng trên biển và trên không liên tục bị lực lượng phòng vệ Nhật Bản quấy rối, qua đó đẩy nỗ lực của Trung Quốc trong việc chiếm giữ hòn đảo nhanh chóng để làm điểm tựa ở mặt trận Thái Bình Dương đến bờ vực phá sản. Cuối cùng, hai tuần sau cuộc tấn công đầu tiên, PLA và lực lượng liên quân do Hoa Kỳ dẫn đầu đã chạm trán nhau và Đài Loan chính là vũ đài của cuộc thư hùng lịch sử. Khi cuộc chiến giữa PLA và liên quân do Hoa Kỳ dẫn đầu diễn ra, Trung Quốc sẽ cố gắng sử dụng tên lửa đạn đạo và máy bay chiến đấu trang bị tên lửa chống hạm nhằm giữ chân hạm đội liên quân và ngăn không cho họ tiếp cận Đài Loan. Tuy nhiên, với lực lượng và kinh nghiệm tác chiến vượt trội, các chiến đấu cơ của liên quân như Lightning, Typhoon và Dassault Rafale cùng với các hệ thống đánh chặn hiện đại sẽ nhanh chóng thiết lập vùng an toàn trên không. Chúng sẽ thậm chí còn bắn hạ một số khí tài quan trọng của PLA như máy bay ném bom và các máy bay chiến đấu cần thiết cho các phi vụ không kích Đài Loan. Một số tên lửa Trung Quốc có thể xuyên qua hệ thống phòng thủ của Liên quân và gây thiệt hại cho từ 10 đến 20 tàu. Nhưng điều này sẽ không đủ để ngăn cản hạm đội Liên quân tiến đến eo biển Đài Loan. Tình hình sẽ càng tồi tệ hơn đối với PLA khi Hoa Kỳ sử dụng chiến thuật Rapid Dragon, một giải pháp triển khai tên lửa hành trình tầm xa bằng máy bay vận tải. Theo phương pháp này, các tên lửa hành trình AGM-158 SAPS có tầm bắn hơn 900 km sẽ được xếp lên các pallet và thả xuống từ các máy bay như MC-130G hoặc C-17 Global Master 3. Các máy bay này sẽ từ các sân bay ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Guam và Australia mang tên lửa hành trình đến gần eo biển Đài Loan. Tên lửa hành trình này sẽ phục vụ hai mục đích. Nếu bắn chúng có thể tiêu diệt hầu hết các mục tiêu trên mặt nước,
và ngay cả khi không trực tiếp đánh trúng, hàng loạt tên lửa phóng đồng thời sẽ gây nhầm lẫn cho hệ thống phòng thủ tên lửa của Trung Quốc. Dưới mặt nước, hạm đội tàu ngầm Liên Quân sẽ tấn công các tàu của Trung Quốc tương đối dễ dàng. Hạm đội tàu ngầm của Trung Quốc nổi tiếng là ồn ào, chỉ có một số lượng hạn chế các tàu ngầm mới nhất với khả năng tĩnh lặng tốt. Các tàu ngầm tấn công của Liên Quân sẽ tập trung vào việc loại bỏ mối đe dọa trong lòng biển trước, sau đó chuyển sang tấn công các tàu mặt nước của Trung Quốc. Eo biển Đài Loan với độ sâu trung bình khoảng 60m là khu vực nông cho phép tàu ngầm hoạt động mà không bị phát hiện dễ dàng. Tuy nhiên, các tàu ngầm Mỹ được trang bị tên lửa chống hạm có tầm bắn đủ xa để tấn công các mục tiêu trên mặt nước từ bên ngoài eo biển. Vùng nước sâu ngay ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan sẽ cho phép các tàu ngầm này hỗ trợ lực lượng phòng thủ chống lại PLA đang cố gắng xâm nhập từ hướng này. Cùng lúc đó, cuộc chiến trên bầu trời Đài Loan cũng diễn ra hết sức căng thẳng. Các máy bay của quân đội đồng minh được trang bị tốt hơn và phi công của họ được huấn luyện tốt hơn so với không quân PLA, tạo ra lợi thế lớn cho Liên Quân trong việc kiểm soát không phận và hỗ trợ lực lượng trên mặt đất và trên biển. Mặc dù Trung Quốc sở hữu máy bay tàng hình J-20, khả năng tàng hình của chúng kém hơn nhiều so với F-35. Vì vậy, việc để J-20 đối đầu trực tiếp với các chiến đấu cơ như F-35 là không khôn ngoan. Thay vào đó, J-20 sẽ được dùng để săn lùng các chiến đấu cơ thế hệ thứ tư của đối phương và xác định phá hủy các máy bay AWACS của Liên Quân, từ đó gây thiệt hại cho các tiêm kích tàng hình. Khi các máy bay AWACS bị tấn công, các chiến đấu cơ phải dựa vào radar của chính mình để tìm mục tiêu, làm giảm khả năng tàng hình của chúng. Tuy nhiên, Liên Quân cũng có thể áp dụng chiến thuật tương tự, nhưng với sự hỗ trợ của công nghệ tiên tiến hơn, họ sẽ gây thiệt hại nhiều hơn cho máy bay Trung Quốc, làm giảm số lượng phi cơ của PLA và khiến chúng dần thất thế trên bầu trời. Bên cạnh đó, Liên Quân sẽ tiếp tục tấn công bằng tên lửa và bom nhằm vào các căn cứ không quân gần Đài Loan, làm cho PLA gặp khó khăn trong việc triển khai máy bay. Trên mặt đất, bộ binh Trung Quốc sẽ hoàn toàn mắc kẹt tại Đài Loan khi lực lượng hải quân và không quân của Liên Quân bắt đầu đánh lui quân Trung Quốc. Còn Liên Quân đã củng cố vững chắc các vị trí ở eo biển và bắt đầu đổ bộ lên các bãi biển để tấn công từ phía sau lưng tàn quân của Trung Quốc. Trong tình hình này, Bắc Kinh phải đối mặt với khả năng thua cuộc trong cuộc chiến. Lãnh đạo Trung Quốc sẽ phải cân nhắc việc có nên sử dụng vũ khí hạt nhân để ép Mỹ đầu hàng hoặc ít nhất là để đạt được một thỏa thuận có lợi. Trung Quốc có khoảng 500 vũ khí hạt nhân và các tên lửa ICBM có khả năng vươn tới Bắc Mỹ, như Đông Phong 5 có tầm bắn khoảng 13.000 km. Tuy nhiên, việc sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Mỹ đồng nghĩa với việc Washington cũng sẽ phản ứng bằng cách tương tự và hậu quả sẽ quá lớn để chấp nhận. Do đó, việc duy trì sự tồn tại và chờ đợi cơ hội trong tương lai có vẻ là lựa chọn hợp lý hơn. Với tình hình hiện tại, Trung Quốc sẽ phải rút toàn bộ lực lượng và chấm dứt cuộc chiến. Mặc dù quân đội Trung Quốc đã chứng tỏ khả năng chiến đấu ngang ngửa với Hoa Kỳ và thậm chí có thể đánh bại đối phương trong một số tình huống, nhưng họ đã không thể đứng vững trên mặt trận thống nhất mạnh mẽ, gồm Mỹ và các đồng minh cả trong lẫn ngoài NATO. Đài Loan cũng đã cho thấy một sự kiên cường vượt ngoài mong đợi của Bắc Kinh. Ở phía ngược lại, mặc dù Mỹ và đồng minh có được những kết quả tích cực, nhưng họ sẽ không mạo hiểm đổ bộ vào đại lục và đối đầu với hàng triệu quân trên lãnh thổ rộng lớn của Trung Quốc, nhất là khi lực lượng của họ cũng đã phải chịu nhiều thiệt hại. Thay vào đó, các lệnh trừng phạt sẽ được áp đặt trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế đến quân sự, khiến Trung Quốc bị kiệt quệ và khó có thể phục hồi quân đội để gây đe dọa cho Mỹ trong tương lai. Trên đây cũng chỉ là một trong nhiều kịch bản có thể xảy ra ở cuộc chiến giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Vậy theo các bạn, Trung Quốc liệu có thể chống đỡ được sự phản kích của Mỹ và đồng minh hay không? Hãy để lại quan điểm của mình bằng cách bình luận ở bên dưới.